làm bạn trai con. Hả? Trời ơi, có hứa không thấy chưa? Có hứa. Ồ, mày gan quá ha. Mới bị lớn đợi hứa làm bạn trai nó ha. Tôi không thể nào có một người đồng nghiệp như ông được buông ra. Không phải, không phải. Ý con á là cái thằng bốn mắt này nè, nó hứa là nó sẽ về quê để nó đóng giả làm người yêu con, mà tiền của con thì nó nhận, mà bây giờ nó không chịu làm nè chính. Sợ ra nãy giờ mày quên người ta tập bậy tập bạ không à? Xin lỗi đi. Ồ, mọi tên trực không cho ăn tên luôn à? Chơi lớn quá vậy. Đồng nghiệp tốt, uống nước nha. Trời ơi, thôi xin lỗi nha, nãy giờ quánh mày bầm dập vậy hả? Trời ơi, mà mày hứa là mặn trai nó kia vậy hả? Thì con tại vì bữa con không có tiền gửi về quê cho nên là con thấy Giang đang ế nè, rồi con nhận tiền của chị con gửi về cho gia đình xài đỡ, rồi con tí rồi con trả rồi. Không có nói nhiều nữa, bây giờ sắp xếp đồ đạc rồi đi theo tôi về, vé tôi mua rồi đó. Thôi không, nãy này thả nè, không được đâu. Chứ không được mình nhận tiền ta trả đúng rồi. Thôi đi đi vô chạy tóc hai son lại đi rồi đi. Ê, cái giọng echo là bà Tiên xuất hiện nè. Người nào làm người đó phải chịu trách nhiệm. Ê, cái giọng này cũng quen lắm nghe. Cái echo này là gì Tư giống ai? Tôi không phải là bà Tiên, tôi là bà Tư. Cái buồn gì không? Trời đất ơi, vậy thì vô đi cha. Chị Tư, vô từ biệt với anh Tân đi kìa. Nè, đừng có. Xấu lắm luôn á. Thôi, ê, cho nhìn cái mỏ mà vậy tao muốn tiễn mày về quê cho nó ghê á. Bây giờ con quay về quê chú. Mày ngồi xuống đây để đến từ giải quyết chưa? Giải quyết được không? Được. Nhưng mà tôi thấy trong chuyện này, người nào làm người đó chịu trách nhiệm đi tôi đi. Giải quyết gì vậy? Giỡn thôi. Bây giờ vậy, thằng bốn mắt đó và bé An sẽ về quê. Ủa tới chuyện chạy tội vậy? Nhưng quê ai để về? Là sao? Chưa hiểu lắm. Là quê ai thì người đó về, đúng chưa? Ta nói là sống ở trên đời không nên bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân và bất tính. Cái thằng bốn mắt đó đã nhận tiền của người ta rồi thì không nên bất tính. Còn con bé An ế này nghĩ làm sao ha? Không có bạn trai thì cứ nói thật là không có bạn trai đi. Nhờ người khác đóng giả bạn trai của mình là sai, là bất hiếu với cha với mẹ, lừa cha dối mẹ. Rồi đất ơi, giải quyết vậy cũng như không. Đúng rồi. Cái vấn đề là tụi nó không về quê được rồi. Giờ biểu quê ai tới về, sao giải quyết kỳ cục vậy? Tại sao lại không về quê được? Nó tiền này, thằng này không có tiền về nè. Còn này thì nó ngại nè. Không có tiền. Ờ. Được rồi. Đây, tiền đây. Ủa? Gì vậy? Cầm tiền đi. Dạ, cảm ơn gì Tư. Mày cũng hốt trước tên tao. Đưa cho nó tiền đó. Ủa? Đi về quê đi. Ủa, cái tiền này hôm bữa là của con hả, đúng không? Đúng rồi. Ủa, sao gì Tư nhặt được vậy? Dọn bàn thờ ông Táo thấy ở trển. Quá trời, trời ơi, đúng rồi, bữa đó là con dọn dẹp bàn thờ xong con để quên nè. Trời ơi, con cảm ơn dì Tư nhiều nha, trời ơi, thoát nạn rồi. Đâu có được, cưng có trả tiền cho chị nè cưng. Trả. Trả cho chị. Trả. Tiền người ta thì trả. Đúng rồi. Nó chưa đền hợp đồng mày là hên cho mày lắm mày đó. Oh man. Trả liền đi. Nè. Đại diện Tư. Dạ. Nghe. Ủa cái gì? Sao tao cầm tao trả với tao cầm tao lấy đâu mày nè. Yên lặng đi cho chị làm công chuyện coi. Dạ, dạ. Cái tiền này là hôm bữa là cô đưa cho thằng Tuân để mà giả là bạn trai cái gì. Dạ đúng rồi. Thì đây từ từ bình tĩnh đây, bây giờ lấy trước phần nửa đi. Ủa cái gì tao không ủa mày ủa cái gì nhỏ này. Còn phần nửa này nè đó, lấy đi về quê đi nghe chưa. Còn cô á, đợi qua Tết đi, số tiền mà nó thiếu còn lại đó từ từ nó đi cày rồi trả nợ cho cô nghe. Chứ bây giờ là nhỏ không có tiền về quê ăn Tết, lấy con nhỏ hết sao được. Còn cô cũng vậy, nó về nó thẳng với cha mẹ đi. Thì giờ năm nay tôi không có bộ, năm sau tôi có bộ, miễn sao trước sau tôi không có bộ thôi, gì đâu mắc cỡ, đúng không nào? Ủa chính á, mà vậy á là coi như con vừa mất tiền mà con vừa bị thất tình luôn rồi. Tôi đã nói là từ từ đi ra Tết nó trả cho, còn cái gì về nhà nói chuyện với ba mẹ đi. Còn bà nè, có tiền thưởng gì cho nhỏ về không? Có, chị nhắc tôi mới nhớ. Không là tôi quên luôn cái vụ tiền thưởng. Trời ơi, tiền thưởng chút xíu nữa vô quầy tư đưa riêng cho. Có tiền rồi nhưng mà không có mua vé được. Sao vậy? Hết vé rồi. Trời ơi, cha đúng rồi, cuối năm rồi vé đâu ra. Vậy chứ sao ta giải quyết được? Trời ơi, giờ sao ta? Thôi được rồi, đằng nào thì tôi cũng mua hai vé rồi.
giờ tôi vé, cậu vé đi rồi về quê ăn Tết với tía má đi. Ủa? Cái này ngộ rồi nha, đã giải quyết xong xuôi hết rồi, cũng bắt nhỏ về quê ra mắt làm giả bạn trai là sao? À, chính tụi con cùng quê mà khác xã thôi. À, chị này rần rần quá, nhỏ có ý tốt mà. À, chỉ tiếc là Tết này á An ế vẫn Hoàng ế à. Ủa? Ủa gì ủa hoài? Nhưng mà cơm canh cúng ông bà xong rồi nha con, sửa soạn ra đây cúng ông bà nè. Trời ơi, bởi tôi nói con gái con lứa gì nha, mấy cái chuyện này nè đáng lẽ là con làm chứ không phải là má làm đâu, mà cứ năm nào cũng má làm, năm nào cũng má. Tết nhất mà kiên cử la mắng con cái. Bây giờ má cúng trước nha. Dạ, kính thưa ông bà tổ tiên, con Thị Chính Chỉnh Chu, đứa con gái còn sót lại của dòng 99 của dòng họ nhà Chỉnh Chu, hôm nay là mùng 1 tháng 1, tức là mùng 1 Tết, con xin cúng ông bà mâm cơm đạm bạc, xin ông bà dòng họ nội ngoại và cửu quyền thất tổ về ăn cơm với gia đình tụi con. Dạ, một năm mới lại đến, con xin ông bà tổ tiên nội ngoại phù hộ cho con. Con không ước mơ gì cao sang hết, con chỉ ước mơ cho phòng trọ của con lúc nào cũng đắt khách, khách ra vô nườm nượp như cái chợ. Dạ, và điều quan trọng nhất là mỗi tháng đóng tiền nhà đúng ngày đúng giờ cho con, chứ không để con qua con la con mắng, khẩu nghiệp tội con lắm. Trời ơi, tôi cúng xong rồi mà nó cũng chưa chịu ra, nó cúng sao nó để chọc cho tôi cái miệng tôi khẩu nghiệp hoài. Dạ ông bà, cho con khẩu nghiệp một chút thôi nha. Trời ơi Nhung ơi là Nhung à, con ra con cúng cơm ông bà đi, con làm cái gì ở trong cả buổi trời vậy Nhung? Nữa, khẩu nghiệp nữa. Dạ, con gái của con á, nó không có ăn Tết ở nhà, cho nên nó không ra cúng ông bà được. Vậy mà con hồ đồ cũng sớm sát la con gái của con à. Nó cũng lớn rồi ông bà, nó muốn làm gì thì nó làm, nó ăn Tết ở đâu thì tùy ý nó, miễn nó vui á là con cũng vui rồi. Thế là chỉ một mình con Thị Chính Chỉnh Chu, con gái còn sót lại của dòng 99 của nhà họ Chỉnh Chu, ăn Tết với ông bà. Dạ, con gái ông thần tài, ông thổ địa phù hộ cho năm nay quán của con buôn mai bán đắt, rồi khách khứa vô quán của con cũng tử tế và đẹp y như con vậy. Dạ, con cảm ơn ông địa, ông thần tài nhiều lắm. Dạ. Phát tài, phát tài, phát lộc không? Trời ơi, khen tôi xinh đẹp chi không biết nữa. Nói thiệt cái tư nha, nói lộng hay tôi nổ nha, chứ ở cái xóm này, đừng kể xóm này, xóm trên, xóm dưới, xóm giữa, ai tôi cũng chấp hết, tôi đẹp nhất ba xóm mà. Bà khen tôi đẹp làm chi? Ủa gì vậy chị Chính? Thì tôi mới vô tới chứ, dạ, mong người khách tới xinh đẹp quá. Trời ơi, ta nói lớn rồi, có tuổi rồi thì cái lỗ tai mình đó, mình chịu khó mình ráy mỗi ngày nghe cho nó rõ. Ủa chứ ý của từ nãy từ nói là ai xinh đẹp? Tôi nói là tôi xinh đẹp. Gì cười? Nó nghe nè, đầu sao? Năm đầu tháng nghe, đừng để tôi nói kỳ quá. Đúng rồi, Tư xinh đẹp, nhưng mà nếu mà so ra thì cũng không hơn tôi đâu. Nè, nói mà nghe nè, chị em với nhau nha, đầu năm đầu tháng góp ý có gì buồn không? Làm gì đâu mà buồn, có người góp ý, có người qua nói chuyện là thấy vui rồi. Mặc đồ không được hay cho lắm. Ủa sao vậy? Tết thì mình mặc màu vàng là đẹp mà. Không, mai màu của mai đó. Màu đỏ, đây, đỏ, 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 Tết là phải màu đỏ. Mà đỏ phải đỏ bình thường, đây, đây, đây. Đỏ mà phải chiếu chiếu nè, đó. Cách ăn mặc, tôi nói thiệt không ai qua tôi đâu, nha. Tết là một màu đỏ, pháo cũng là màu đỏ, không? Mấy cái câu liễn nè, rồi bao lì xì cũng là màu đỏ. Mà là Tư là sai rồi, năm nay là năm heo, tức là năm con hợi. Mà tại sao tôi mặc áo con mèo? Áo này tôi mặc là tôi dựa trên phong thủy. Phong thủy gì? Tôi dựa trên tử vi và tướng số. Bởi vì theo tôi biết là hợi mẹo mùi tam hạp đó. Mình mà mặc con mèo là nó sẽ tốt cho năm nay. Trời ơi, cái vụ phong thủy này nè, đâu phải ai cũng biết đâu, người ta sẽ cười. Năm con heo mặc áo con mèo.
Chỉ có những người không biết người ta mới cười thôi chị à. Ủa trời, Chính ơi, Chính là mùng 1 Tết nên đi ngồi xui đâu mặc đồ lộng lẫy quá vậy. Ngồi xui đâu mà ngồi xui à, đi qua đây để uống nước mở hàng Tư đó mà. Mở hàng đúng không? Đó, phải vậy. Uống gì em pha cho. Trà đá. Cái gì? Đừng có làm cái mặt như vậy. Trà đá là để đây đi. Rồi tôi suy nghĩ coi tôi uống nước gì mà mắc tiền nhất để mở hàng cho Tư. Vậy đi. Ừ. Ủa ha. Ừ. Gì vậy? Gì mới sáng mùng 1 mà cái mặt như cái mền vậy trời. Tư. Ừ. Cho con ly cà phê đi Tư. Rồi một cà phê có liền luôn. Ha ha. Sao mệt mỏi vậy con? Con đuối quá Chính ơi. Ủa làm gì đuối? Nửa tháng trời trước Tết, con chạy xô cài bừa kiếm tiền. Ngày nào cũng 1-2 giờ sáng mới về tới nhà. Con đuối quá. Trời đất ơi, hèn gì. Có cà phê vậy Tư? Rồi, có liền con ơi. Cái gì cũng phải từ từ, đã. Đây cà phê của con trai. Rồi sao Tết nhất không về quê đi, ở đây chi cho buồn vậy? Ủa nói nghe nè Tư. Tư đến đây Tư bán cũng thời gian cũng khá dài rồi. Mà tại sao không nắm gia phả lý lịch của bà con lối sớm á vậy? Nó làm gì có quê để về. Ô vậy hen. Gia đình nó là định cư nước ngoài hết rồi. Ô vậy hen. Ở quê sao không có à Chính? Nhưng mà vợ còn ai nữa đâu về. À. Ba con á thì ông đi qua bển, ông thăm mấy đứa cháu rồi. Xong ở lại đó mấy tháng luôn. Năm nay là ăn Tết ở thành phố rồi đó. Mà coi bộ Tết thành phố buồn dữ. Có gì phải buồn á, buồn hay vui là do ở bản thân mình. Chính ăn tới một mình vẫn vui như thường nè đó. Sáng bà quà quán Tư là bà cười ha ha hô hô ở ngoài rồi. Không có gì phải buồn hết nghe chưa.